Các tuyển thủ làm gì khi thời gian delay quá lâu? Phản ứng ngược nào? Nó mang về cho những người đồng nghiệp của chúng ta thua cả Singapore. Có thể gọi là một người vợ quốc dân. Đúng. Và sau khi đó cũng là một yếu tố khá thú vị. Và chuyển phát từ Bangkok, Thái Lan với những thành viên cosplay rất hấp dẫn. Đứng ở ngay trước màn ảnh đang cổ vũ cho các thành viên đi không đến lần này nhờ vấn đề visa và nhiều cái slot tham dự lại. Một mùa về rất vui, đón em vào trong xinh tươi, đón em. Không chung kết như thế nào và kể cả để viết thắm chân trời hồng nắng môi chân tiết ca làm thơm vườn. Nam United, anh ta là người ngồi giữa mình. Bây giờ thì trận đấu của chúng ta không, đây không phải là quá trời xét. Trong 20 em tung tăng cho vui đời.